Cô mời hội đồng tự quản lên đây này, hội đồng này. Rồi đấy là lễ hội trước tiên.
thì các em thấy ở lễ Thủy Minh hàng năm cũng có lễ hội này, các em được xem thôi đúng không? Hoặc là nhiều em được xem. Đây. Còn đây là lễ hội gì? Em xem. À, cô ơi, Ngân. Là được rồi với tỉnh Trung Thu chưa? Rồi, gần đây nữa là đây là của ai? Của mình đấy. À, lợi mình. Rồi, tiếp theo thì bắt đầu bằng
Bây giờ là cả em đã dựa vào những cái lời mình vừa kể xong, bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếng La mình đi sửa bài cho hát.
Con thì
ngày hội bánh trưng xanh vừa được tổ chức ở sân trường em vào dịp kinh tế vừa rồi. Hôm đó cả cô các phụ huynh để rất sớm để chuẩn bị cho việc hỏi bánh. Chúng em rất háo hức được cả cô các phụ huynh chỉ hướng dẫn cách gói bánh. Sau khi gói xong thì đã nấu chín và trưng bày. Chúng em được ăn những chiếc bánh từ tay chúng em làm ra, ăn rất ngon. Em thấy ngày hội bánh trưng xanh rất ý nghĩa và giữ được nét truyền thống của dân tộc. Rất giỏi. Có thể cho tôi cảm thấy cô mời cả em chia sẻ cô mời Tái. Bạn biết chữ chưa được đây. Cảm ơn em. Thì bạn chưa quen biết đó là đúng rồi. Có ai có ý kiến gì được không? Thì qua ba bạn thì có thể ba bạn đã rất là đã biết vừa mà bạn thấy câu hỏi vừa thì là biết được và văn tương đối hay tốt rồi đấy. Cố khen cả ba bạn ạ. Tiếng trống, tiếng cổ vũ vang lên làm náo động cả một khúc sông dài. Tham gia lễ hội, các đò bơi đến từ các xã trong huyện. Khi tiếng còi bắt đầu báo hiệu vang lên, cả tay đua hì hục chèo thuyền tiến lên phía trước. Đội nào về đích đầu tiên sẽ là đội chiến thắng. Đây là một lễ hội truyền thống của quê em. Em sẽ luôn gìn giữ nét đẹp này. Các em nghe là hay chưa? Dạ. Cô phải được cho bạn sao này. Như vậy thì cũng không như bạn rất là để tâm để cho cô và cả bạn, cả cô và cả bạn nghe được. Nhưng mà thời gian cũng có ít, lần sau đâu giờ cô sẽ cho các em nữa. Tâm. Về qua đây thì có thể là có một số em là biết chưa hoàn thành với khối. À, Cương thì cả em về con lên tiếp cũng sao cũng sẽ xem bài không thấy chưa. À, vậy cô hỏi này, ba mình thấy nào thì cả em được đi xem hồi, xem được các lễ hội đó anh em nào cũng mang nhí là cô vào ngày lễ ba ngày nghỉ có đúng như vậy cả em vào rất là có những lúc chúng ta học tập và làm việc rất là vất vả thôi. Chúng ta cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, để được xem các ngày hồi, để mà dự kiến những cái công việc mình đã đạt nhiều là làm cũng có như thế thì cả em cảm thấy là thoải mái, vui vẻ hơn và cuộc sống của chúng ta cảm thấy là có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn. Và về cuộc học của chúng ta đây là hết. Cô nhận xét thì cô nhận xét như thế này mà thì có thể cả em làm ra rất là tích cực, hoạt động thân hoạt động nhóm tích cực. Tuy nhiên cũng có một số em chưa mình dàn để chia sẻ ý kiến của mình, em cố gắng để mình dàn hơn. Về nhà em nào chưa hoàn thành thì hoàn thành tiếp cho cô và chia sẻ bài học của mình cùng với bố mẹ và anh chị trong nhà. Em nhớ chưa? Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô ơi, cô là cả con gì?